Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Yên Bái đào tạo nghề cho trên 12.383 lao động. Điện Biên nỗ lực xây dựng mô hình xã sạch về ma túy. Tuyên Quang, bản sắc văn hóa trong trang phục dân tộc Dao Đỏ. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây là các nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trong 7 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái đào tạo nghề cho 12.383 lao động, đạt 68,8% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cao đẳng 552 người, trung cấp 1.291 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 10.540 người, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 713 người. Riêng trong tháng 7 năm 2023 đã đào tạo nghề cho 2.511 người, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 713 người. Kết quả đạt được là do thực hiện tốt công tác tuyển sinh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, thị trường lao động, việc tư vấn hỗ trợ tuyển dụng, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai thác chế biến, dịch vụ thương mại trong và ngoài tỉnh được đẩy mạnh, công tác xuất khẩu lao động hiệu quả. Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã thu hút 3 công ty và 1 hợp tác xã vào thực hiện dự án liên kết phát triển 397 hectare cây chanh leo. Việc liên kết trồng chanh leo không chỉ giúp người dân trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu chuyển đổi cây trồng có năng suất, thu nhập cao, mà còn tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng, góp phần thực hiện thành công chương trình mỗi xã một sản phẩm. Vùng chanh leo được trồng chủ yếu tại các xã Sơn Bình, Hồ Thầu, Khum Há, Thèn Xin và thị trấn Tam Đường. Năng suất trung bình hàng năm đạt 15 tấn trên 1 hecta, giá trị thu đạt 180 triệu đồng trên 1 hecta, cao gấp 2-3 lần so với trồng cây lúa. Đến nay, huyện đã có sản phẩm quả chanh leo Tam Đường đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Sơn La đã tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La đã xử lý 8.918 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 26,2 tỷ đồng, phát hiện 34 vụ, 39 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng xử lý về nồng độ cồn là hơn 6.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 20,8 tỷ đồng. Hơn 1.330 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ, phạt tiền trên 2,7 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn, trong đó tập trung vào những thời gian cao điểm như ngày cuối tuần, lễ Tết, ngày nghỉ kéo dài. Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông. Lễ hội Khèn Mông lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Tiếng gọi nơi biên cương sẽ được huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 với nhiều nội dung hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước cũng như người dân địa phương. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc như chương trình nghệ thuật, hoạt động tái hiện lại không gian chợ trung tâm phố cổ, trưng bày giới thiệu các sản vật, sản phẩm địa phương, trưng bày tranh vẽ về văn hóa truyền thống công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, hội thi chọi chim họa mi, thi khèn. Thông qua lễ hội nhằm phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là dịp quảng bá giới thiệu hình ảnh bản sắc văn hóa và sản phẩm đặc trưng, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Mường Nhé là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên, có đường biên giới dài hơn 132 km tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc. Tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Để giải quyết tình trạng này, cả hệ thống chính trị của huyện Mường Nhé đã vào cuộc triển khai kế hoạch xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy. Công an huyện Mường Nhé đã tham mưu thành lập ban chỉ đạo xã bản sạch ma túy gồm 37 thành viên. Huyện cũng lựa chọn và triển khai điểm tại 2 xã và 16 bản thuộc 6 xã giáp biên. Công an xã là phối hợp với công an huyện rồi đồn biên phòng Lê Hồng Xìn trên địa bàn đã triển khai rà soát rồi lập danh sách phân loại các đối tượng
để có cái biện pháp đấu tranh, đồng thời là phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với cán bộ công chức rồi xuống dưới bản tuyên truyền sâu rộng cho đến mọi người dân trên địa bàn. Xã Leng Su Xìn hiện được xác định là xã trọng điểm loại 2 về ma túy. Lực lượng công an xã Leng Su Xìn tích cực rà soát, sàng lọc các đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy trên địa bàn để tiến hành test ma túy, lập hồ sơ cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Trước tôi nghiện ma túy thì bây giờ rồi anh em vận động, cán bộ vận động cai thì tôi cũng tự cai. Thế bây giờ gia đình cũng phát triển lên một tí rồi, kinh tế cũng ổn định rồi. Tính từ đầu năm đến nay, công an huyện Mường Nhé đã bắt giữ 47 vụ ma túy với 51 đối tượng, thu giữ hơn 4.000 gram heroin, hơn 6.200 viên hồng phiến, gần 2.500 gram thuốc viện. Thì kết quả đến nay là có 5 trên 8 tiêu chí mà chúng tôi đã hoàn thành. Đó là các tiêu chí, một là đối với 2 xã và 16 bản là đã được xác định tính chất phức tạp về tội phạm ma túy để từ đó đề ra các chủ trương, các biện pháp giải quyết phù hợp. Thứ hai là đối với các cái địa bàn được lựa chọn này thì đã không để hình thành các đường dây ổ nhóm hoạt động tội phạm ma túy. Thứ ba nữa là đối với địa bàn này thì được quan tâm đầu tư các cái chương trình dự án để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt là triển khai cái 3 chương trình mục tiêu quốc gia và cái việc mà kêu gọi xã hội hóa để nâng cao đời sống của nhân dân. Thứ tư là không để tình trạng trồng và tái trồng cây thuốc phiện ở trên địa bàn. Đấy, và cái thứ năm là các cái loại đối tượng ấy, được quản lý chặt chẽ từng loại đối tượng một. Để giữ vững 5 tiêu chí sạch, hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại về áp dụng biện pháp cai nghiện, huyện Mường Nhé tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng chống tội phạm, các tổ tự quản tại cộng đồng, người có uy tín trong tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong 22 dân tộc trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang thì dân tộc Dao là một trong những nhóm người có bộ y phục tinh tế đặc sắc vào loại bậc nhất. Với sự tinh tế trong cách ăn mặc, phụ nữ Dao đỏ đã tạo nên những nét riêng biệt trong cách bài trí trang phục, không thể lẫn với bất cứ dân tộc nào. Với người phụ nữ dân tộc Dao, việc ăn mặc rất được coi trọng. Trang phục truyền thống của người Dao đỏ gồm áo, yếm áo, quần, khăn vấn đầu, thắt lưng và các đồ trang sức khác đi kèm. Trang phục của họ thể hiện khả năng thẩm mỹ, sự sáng tạo, tinh tế trên từng đường kim mũi chỉ. Con gái lớn thì phải học thêu, mà bố mẹ, ông bà dạy thêu, xong là mang về cho vào hòm cất, xong đi lấy chồng, xong lấy ra mặc. Phụ nữ người Dao đỏ thường mặc áo dài có màu đen hoặc màu tràm. Các họa tiết trang trí ở phần nẹp cổ liền với thân áo. Đặc biệt, hai đầu của nẹp ngực được đính nhiều chuỗi hạt cườm và tua đỏ sặc sỡ. Theo quan niệm của người Dao đỏ, màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn, đầy đủ và tạo ra năng lượng tích cực cho con người. Một bộ trang phục mình lại thiêu về làm mất này, ví dụ làm mình họ về làm kiểm phải mất là một năm, hai năm mới được hai bộ. Nhưng mà làm nhanh thì được hai bộ. Đi lấy chồng thì mang theo nó đi mạng đi nhà chồng. Năm 2019, nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ ở Tuyên Quang đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay tại các bản làng nơi đồng bào Dao đỏ sinh sống, nhiều phụ nữ Dao vẫn tự tay làm trang phục cho mình và cho người thân trong gia đình. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2023. Tỉnh Lào Cai, nhiều mây, sáng có mưa, có nơi có mưa dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tỉnh Lai Châu, sáng có mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm về sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tỉnh Điện Biên, sáng nhiều mây, trưa chiều có mưa vài nơi, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Tỉnh Sơn La sáng có mưa, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng có mưa rông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tỉnh Yên Bái sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng, đêm về sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tỉnh Hà Giang sáng có mây, một số nơi có mưa to, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tỉnh Tuyên Quang sáng nhiều mây, trưa chiều có mưa vài nơi, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tỉnh Phú Thọ sáng nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng mưa rông cục bộ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.